trở lại với channel mình và mình kiếm một tool. Ở clip này thì mình lại có con zin này của khách. Đó, con zin này đã lên bóng led G6. Và con zin này nó đang bị cái hiện tượng là đi thì nó cứ bị yếu bình. Và nó yếu quá thì dẫn đến là phải thay cái bình mới. Đây thì mình đã lắp cái bình mới cho người ta. Và hiện tại là cái bình này nó đang là 13,6V. Và cái bình này có bình của họ phải thay rồi. Vì là cái con sạc này nó không đủ điện nó cấp cho cái bình ắc quy, để cái bình ắc quy nó nuôi cho cái bóng led, dẫn đến là cái bình ắc quy nó cứ yếu quá và dẫn đến là cái bình ắc quy nó đã bị hỏng. Và bây giờ là mình có một cái giải pháp này. Thì cái cục sạc này thì anh em thì biết đây là cái cục sạc tăng áp. Đây là tăng áp phiên bản mới nhất của bên mình. Lần trước thì mình đã có cái video về cái phiên bản đầu rồi. Thì cái cục sạc này thì chúng ta sẽ cắm như zin. Ở đây chúng ta sẽ có 4 cái chấu ở đây, chúng ta sẽ cắm như zin. Thì ở đây nó sẽ có những cái phần chữ để cho chúng ta có thể là phân biệt được các cái màu dây. Đó, ở đây là nó có những cái màu dây ở đây rồi. Cái phần hộp của chúng ta đây thì bên mình đã làm tối giản nó đi rồi, để giảm cái chi phí sản xuất những cái hộp như này. Thì mình chỉ in những cái tem như thế này thôi. Đó, cái cục sạc thì nó vẫn thế. Rồi thì bây giờ là mình sẽ test cho anh em coi. Thì đối với những cái xe zin như thế này thì chúng ta chỉ cần cắm vào cái rắc zin ở trên xe. Đó, cái đây là cái rắc zin ở trên xe. Và bây giờ là mình sẽ test trước khi mình cắm cái cục sạc này vào thì cái đồng hồ nó sẽ hiển thị ra làm sao, và sau khi mình bật đèn lên ấy thì cái đồng hồ nó sẽ hiển thị như thế nào. Thì anh em lưu ý cho mình là cái số volt ở đây nó tăng thì đồng nghĩa với việc là cái bình ắc quy của bạn nó luôn luôn nó được no điện, còn nếu mà nó giảm là nó sẽ bị yếu điện. Và nó giảm ở cái mức độ như thế nào, nếu mà nó giảm quá cái mức xuống dưới cái mức mà dưới 12V 97 ở đây là hiện tại là máy mình đang không nổ, là nó sẽ gọi là yếu anh em nhé. Còn hiện tại bây giờ là cái bình này nó đang nằm ở cái mức là 12V 96. Rồi thì bây giờ là mình sẽ test cho anh em coi. Đã nổ máy lên rồi, mình chưa bật đèn vội. Hiện giờ là mình đang cho là cái đường nạp nó nạp vào cái bình ắc quy. Và đến một cái thời điểm nào đó thì cái bình ắc quy của mình nó đã đầy điện thì cái cục sạc nó sẽ ngắt. Đó thì anh em thì thấy là cái số vôn nó lên đến 15V rồi, trên 15V rồi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật đèn. Hiện tại đang là 15V 33. Đó, mình đã bật đèn. Chế độ pha cốt như thế này, mình đang để chế độ pha nhé. Đó, anh em để thấy là cái số volt nó đang cột xuống mầm này. Là mình đã cắm cái cục sạc này vào và mình sẽ nổ máy lên. Và cái xe này thì lúc đầu là mình đang dùng cái cục sạc này ấy, mình để cái garanti nó rất là to. Và sau khi mình nổ xong rồi ấy, cái bình ắc quy này nó đủ điện rồi thì mình lúc đó là mình sẽ giảm bớt cái garanti xuống, bởi vì nó nổ to quá ồn. Rồi thì mình sẽ để ở cái mức garanti nó nhỏ hơn, thì liệu cái cục sạc này nó có đủ điện để nó nuôi cho cái bình ắc quy cũng như là cái đèn led của mình ở đây nó hoạt động được hay không. Đó, đường sạc nó đang vào. Khi nào mà cái số này là đứng im ấy thì là lúc đó là cái cục sạc nó đang ngắt, nó không cho điện vào bình ắc quy của chúng ta nữa. Đó thì hiện tại bây giờ là cái cục sạc của mình nó đã ngắt điện vào bình ắc quy rồi, nó không cho điện vào bình ắc quy nữa, để nó đảm bảo cho cái bình các bạn nó không bị phù bình nhá. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật đèn lên. Đó thì các bạn thấy là nó sẽ nổ nhỏ hơn so với lại cái cục sạc đen ở đây. Cái cục sạc đen này là cái cục sạc ở trên xe của họ đấy, mình để nó nổ khá là to nhưng nó vẫn không đủ điện, nó chỉ đủ điện trong vòng khoảng 1 phút gì đó là nó tụt ở mầm xuống.
Rồi thì bây giờ là các bạn thấy là nó đã ngắt rồi này, 14,5 đi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật đèn lên. Cái bóng này cực kỳ là sáng, cái bóng cỡ 6 cái sáng dã man luôn. Đó, ở đây là chế độ pha cốt. À pha cốt. Rồi mình sẽ để pha. Vẫn như là lần test đầu tiên. Mình sẽ đứng ở xa để anh em tiện quan sát. Đó thì anh em thì thấy là đồng hồ vẫn báo là 13,90, 14,5 và 13,90. Đó, thì nó không tụt đi là bao nhiêu cả. Các bạn có thể thấy là cái sạc đầu tiên, cái cục sạc ở trên xe của người ta ấy, nó tụt xuống ở mầm luôn. Đó, cái đèn này sáng nhức mắt luôn. Mười ba phẩy chín mốt. Đó, nó đang lên sạc này. Rồi mình đứng ở xa xa để cho anh em tiện quan sát nhé. Đó thì anh em thì thấy là cái tiếng máy mình đã cho nó nổ nhỏ hơn rồi, mà cái cục sạc này nó vẫn có đủ cấp điện vào cái bình ắc quy để nó nuôi cái bóng led của chúng ta. Đó thì hiện giờ cái bình ắc quy của mình nó vẫn đang báo là 13,92. 14,5 mà trừ đi 13,92 nó có mất có mấy phần trăm của vôn thôi. Sẽ test này nó lâu lâu tí, anh em cứ chờ lâu lâu một tí để xem cái kết quả nhá. Và mình sẽ vẫn để nổ máy như này, vẫn để đèn sáng như kia. Và mình sẽ rút cái cục sạc trắng kia ra, cục sạc tăng áp của mình nhìn ra. Và mình sẽ cho cái cục sạc đen kia vào để anh em để thấy là nó tụt xuống như thế nào nhá. Hiện tại bây giờ là mình vẫn giữ một cái tầm ga như thế này là 13,93 kìa. Rồi thì bây giờ là mình sẽ rút cái cục này ra. Mình sẽ cắm cái cục của họ vào. Đó thì anh em thì thấy là cái cục của họ nó đang tụt xuống còn có 13,6 thôi. 13,5, 13,15. Mình đứng từ xa. Đây mình đứng ở cái góc như thế này thì anh em vẫn nhìn thấy cái đèn nó sáng. Vẫn nhìn thấy cái số kia, 13,12 anh em nhé. Đầu tiên là nó đang ở 13,9 mấy đó, ở cái cục sạc trắng, sạc tăng áp mà mình cắm giả cái cục sạc của xe của họ vào, bây giờ nó tụt xuống còn 13,10 thôi. Đó. Thì chia sẻ luôn với anh em, đây là cái cục sạc tăng áp ở bên mình, nó không phải là cục sạc xi lan đâu anh em nhé. Thì có rất nhiều anh em nhìn cái video của mình thì cứ nói cái cục sạc này là sạc xi lan, là không phải đâu anh em. Cục sạc xi lan là cục sạc rẻ tiền, cục này bên mình nó đắt gấp mấy lần cái cục sạc xi lan cơ. Và anh em này cứ thế là cắm thẳng vào cái xe kia, không cần phải tắc mát, nó có cái hay cái như thế. Đó thì anh em thì thấy là nó tụt xuống là 13,6 rồi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ rút cái cục ở trên xe này ra và mình sẽ cắm giả cái cục sạc tăng áp của mình vào. Đó thì anh em thì thấy là cắm cái cục sạc tăng áp này vào, điện nó đang hồi về ở mầm này. Vừa lấy là 13,6. Đấy, nó lên ở mầm luôn mà mình vẫn cứ giữ cái mức ga như thế. Mười ba bảy tám, 13,80, 83 rồi, 81. Đó, như thế này thì anh em đã đủ thấy là cái cục sạc tăng áp kia nó có cái giá trị như thế nào đối với những cái xe gym mà điện yếu như này, những cái xe quay xe gym ấy điện cực kỳ là yếu. Đó thì anh em thì thấy nó lên 13,86 nhá. Rồi thì bây giờ là mình sẽ 13,86 này, mình sẽ rút cục này ra tiếp này. Mình rút ra nó sẽ tụt này. Mình cắm cái cục này vào. Đó thì anh em thì thấy là bây giờ nó chỉ còn có 13,13 thôi. Rồi thì bây giờ mình lại cắm cái cục tăng áp vào 13,11 này. Khi mà rút ra là không có sạc thì cái này nó sẽ tụt xuống này. 12,90 này.
Đó, thì anh em thì thấy là số nó đang lên ầm ầm. Số nó lên như thế này là có nghĩa là điện nó đang nạp từ cái cục sạc vào cái bình ắc quy, thì đồng nghĩa với việc là cái bình ắc quy của các bạn luôn luôn no điện và cái đèn này của chúng ta nó vẫn cứ hoạt động được bình thường. Rồi, mình đã tắt máy đi, mình test như thế khá là lâu. Đó thì anh em để thấy là cái cục sạc tăng áp này nó cực kỳ là hiệu quả đối với lại những cái chiếc xe zin, xe uây. Đó thì cái cách đầu nối cực kỳ là đơn giản, thì chúng ta chỉ cần rút rắc zin ở trên xe ra và cắm cái cục sạc này vào, thế là xong. Nó là cái cục sạc giống y như cái chân rắc ở trên cái xe zin, xe uây. Đó thì anh em để thấy là cái chân rắc xe zin, xe uây nó sẽ là như thế này. Và anh em có thể nhìn cái màu dây để khi mà anh em đặt hàng về ấy, thì chúng ta có thể là lắp lên xe của các bạn để sao cho cái màu dây nó tương ứng. Thì ở đây nó sẽ có dây xanh, dây vàng, dây đỏ và dây trắng anh em nhé. Nếu như các cái dòng xe 110 ấy, thì cái rắc nó ngược thì chúng ta có thể là cắm ngược lại. Đó, hoặc là chúng ta có thể nhổ những cái chân này ra và ghim sao cho nó đúng cái dây như thế này là ok. Đối với dòng Yamaha thì nó sẽ là cắm ngược giống như cái dòng của xe Honda 110 ấy. Nó đều là cắm ngược. Đây là sạc tăng áp nhá, không phải sạc xi lan. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Và mình xin phép mình chia sẻ thêm nữa là có nhiều anh em cứ thắc mắc là cái cục sạc này nó to như này, lắp ở đây nó không vừa thì làm như nào. Đây là cái cách làm này. Đó, anh em chỉ cần tháo cái con ốc ở đây ra, con ốc ở đây. Anh em lôi cái bình ắc quy ra. Hiện tại là mình lôi một tay nó hơi khó. Đó. Ở trong này, cái hốc ở trong này này, nó thoải mái rộng cho anh em. Cứ đút hai cục sạc này vào trong này vẫn vừa luôn nhá. Đó thì anh em cứ thả nó vào trong này. Đó. Thì chúng ta làm sao cho nó đi đường nó không bị kêu lọc sọc lọc sọc. Đó, chúng ta sẽ để nó vào trong này. Và sau đó là chúng ta sẽ cho cái bình ắc quy về cái vị trí cũ của nó. Thì đây tí nữa thì mình sẽ để cho nó gọn gàng. Hiện tại là mình đang làm bằng một tay. Đó, cái cách làm nó như thế. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi.